Xin chào mừng tất cả các em đến với kênh Thầy Chính Vật Lý. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh này, thì thầy có một vài hướng dẫn nho nhỏ cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu. Thì trong cái series chương trình hôm nay á, thì thầy sẽ giảng những cái bài trong cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Thì trong cái cuốn sách này nó có 4 phần: cơ học, nhiệt học, điện học và quang học. Thì thầy sẽ lần lượt giải các bài từ phần cơ học trước, từ bài 1 cho đến những cái phần phía sau. Và để cho tiện theo dõi thì thầy nghĩ rằng là chúng ta nên có cái cuốn sách để có cái đề bài trong tay thì mình theo dõi nó sẽ tiện hơn. Và thầy gợi ý là chúng ta có hai cái cách để chúng ta có được cái cuốn sách. Cái thứ nhất là rất là đơn giản, đó là chúng ta ra ngay những cái hiệu sách ở gần nhà mình. Mình có thể mua ngay một cuốn thì giá bìa đâu đó tầm 60-70 nghìn một cuốn. Nếu các bạn lười thì có một cái phương án thứ hai, đó là chúng ta có thể mua qua các cái sàn thương mại điện tử như là Tiki, Lazada, Shopee. Thì thầy cũng đã tìm sẵn cho chúng ta cái đường link để thầy để ở phía dưới mô tả đó. Chúng ta có thể kích vô đó để đến những cái trang đó chúng ta mua cho nó tiện. Thì khi mà có cái tài liệu trong tay rồi thì cái việc theo dõi của mình nó sẽ được hiệu quả hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì mời các em xem tiếp cái bài học ở phía sau. Xin chào mừng tất cả các em đến với bài tiếp theo. Ở trong phần cơ học, hôm nay chúng ta đến với bài 22 trong cái chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý. Đề bài 22 như sau. Một người đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An cách nhau 45 km, hết 1 giờ 15 phút. Trong nửa đầu của quãng đường, người đó chuyển động đều với vận tốc V1. Trong nửa sau quãng đường, người đó chuyển động đều với vận tốc V2 bằng 4V1/3. Hãy xác định câu A, vận tốc V1, V2. Câu B, vận tốc trung bình của người đó trên đoạn đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An. Cũng giống như mọi bài, sau khi chúng ta đọc vài ba lần để chúng ta biết được cái đề họ nói cái gì, thì chúng ta bắt đầu đi phân tích ra. Sau khi phân tích thì chúng ta sẽ làm theo cái hướng của đề họ gợi ý, họ cho cái hướng như thế nào thì chúng ta làm. Cụ thể ở đây là khi đọc lại thì chúng ta thấy rằng là một người đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An cách nhau 45 km. Vậy Hồ Chí Minh là coi như ở điểm A, đây là Hồ Chí Minh. Và ở điểm B, đây chính là Long An. Và cách nhau là 45 km. Hết 1 giờ 15 phút, vậy thời gian T đi là hết 1 giờ 15 phút. Chúng ta đổi hết về giờ là được 1,25 giờ. Trong nửa đầu của quãng đường, vậy mình chia đôi cái đoạn này ra, ví dụ đây là đoạn C, thì cái này là nửa đầu quãng đường thì đặt là S1 đi. S1 thì là S trên 2. S trên 2, S là 45 mà chia cho 2 thì nó sẽ là 22,5 km, và đi với vận tốc là V1 nào đó. Vậy trong nửa sau của quãng đường thì có nghĩa là S2 nó cũng bằng 45 chia 2, cũng chính là 22,5. Và đi với vận tốc V2, và V2 họ cho là bằng 4V1/3, và yêu cầu xác định vận tốc V1, V2. Vậy thì ở đây mình thấy cái đề bài là gì? Người này đi từ A đến B, từ Hồ Chí Minh đến Long An là mất 1 giờ 25 phút. Và chia ra hai đoạn đường, đó là nửa đoạn đường đầu và nửa đoạn đường sau. Vậy chúng ta ở đây có một cái phương trình để chúng ta viết nè. Chúng ta tính thời gian đi nửa quãng đường đầu, tính thời gian nửa quãng đường sau, cộng lại và mình cho bằng 1,25, thì mình giải cái phương trình đó ra, đúng chưa? Vậy với những cái bài mà cho như thế này thì thường tất cả mọi bài đa số là chúng ta cứ họ cho cái điều gì, chúng ta viết cái phương trình ra. Sau khi viết phương trình ra, chúng ta giải ra rồi mới quay lại coi họ hỏi cái gì để chúng ta tính. Đó, những cái bài mà khó là chúng ta phải làm như vậy. Vậy thì cái cách đó là để thầy viết phương trình. Vậy thì thầy tính được rồi, hiểu rồi thì tính thôi, đúng không? Đặt lời giải tính là thời gian mà người hay xe đây. Một người đi xe máy, vậy người này, đúng không? Mà người này đi nửa quãng đường đầu. Là, vậy là thời gian đặt là T1 đây, T là bằng S trên V, S1 trên V1.
S1 là nó chính là 22,5 luôn. V1 chưa có thì để đây. Là để đó, nó là ẩn. Thì tương tự như vậy chúng ta tính được thời gian mà người này đi nửa quãng đường còn lại. Là thì đó là T2 bằng S2 trên V2. S2 cũng 22,5 chia V2. Chia V2. Chia thì nhân đảo ngược. Nhân đảo ngược V2 là bằng 4V1 trên 3, thì nhân đảo ngược là 3 trên 4V1, nó nằm dưới này nè. Đó, nhân đảo ngược là như vậy. Rồi chúng ta bấm máy tính cho nó gọn. 22,5 nhân 3 chia 4. Chúng ta được 135 phần 8. Vậy là 135 phần 8. Và V1 nó nằm ở dưới mẫu thì để lại V1 dưới này. Vậy là mình đã tính được T2. Mà T1 là nửa thời gian đầu đi nửa quãng đường đầu, và cộng T2 thì nó bằng 1,25. Đó, mình viết phương trình vậy thôi. Mà T1 cộng T2 là bằng 1,25 giờ, đúng chưa? Rồi mình thế vô mình giải ra thôi, tương đương T1 nhìn lên trên. T1 hồi nãy mình tính được 22,5 trên V1 nè, thế vô đây. 22,5 chia V1 cộng T2 mình vừa tính được nè, 135 phần 8 V1 bằng 1,25. Rồi quy đồng mẫu số thôi. Thì ở đây mình thấy mẫu bên đây là V1, mẫu bên đây là 8V1, và mẫu bên phía bên này là 1. Vậy là mẫu số chung là 8V1, nó chia được hết cho tất cả, đúng không? Vậy mẫu số chung là 8V1, ở đây mình quy đồng khử mẫu, có nghĩa là bỏ mẫu hai bên dấu bằng luôn. Vậy 8V1, mẫu này có V1 rồi thì phải nhân tử cho 8. Vậy 22,5 mà nhân cho 8 là 180. Đó, bỏ mẫu luôn nha. Cộng, rồi ở đây là mẫu nó là 8V1 luôn rồi thì không nhân tử nữa, viết lại 135 bằng mẫu này chưa có. Vậy là 1,25 này mình phải nhân với 8V1. 1,25 mà nhân cho 8 là được 10. Và nhân với V1 nữa là được 10V1. Vậy thì 180 cộng 135 nè là 315 bằng 10V1. Vậy suy ra V1 là bằng 315 chia cho 10 là bằng 31,5. V là vận tốc, thì đơn vị nó là km trên giờ. Vậy muốn có V2 thì thế vô ở trên họ cho nè. Đó, V2 là gì? 4V1 trên 3. Đây họ đề họ cho đây. Vậy suy ra V2, V2 là bằng 4V1 trên 3 bằng 4 nhân V1 là 31,5 trên cho 3. Chúng ta bấm máy tính thôi. 4 nhân 31,5 chia 3 là ra 42. 42 đơn vị nó sẽ là km trên giờ. Vậy coi họ hỏi cái gì? Họ phải hỏi V1, V2 không? Đúng không? Câu A tính vận tốc V1, V2 nè. Vậy kết luận lại thôi. Vậy V1 bằng bao nhiêu đó, V2 bằng bao nhiêu đó là xong. Rồi chúng ta tự kết luận trong bài. Được chưa? Đơn giản. Rồi bây giờ qua phần tiếp theo. Câu B. Tính vận tốc trung bình của người đó trên đoạn đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An. Có nghĩa là đi từ A đến B. Từ Hồ Chí Minh đi Long An là quãng đường họ cho 45 km rồi. Và thời gian đi họ cũng cho 1,25 giờ rồi, tổng thời gian tổng quãng đường rồi. Vậy thì mình tính V trung bình thôi. Và câu này thì dễ. Vậy câu B thì đặt lời giải tính thôi. Vận tốc trung bình của người người này là đi từ Hồ Chí Minh đến Long An là, vậy thì mình đặt một cái V trung bình nào đó. V là bằng S trên T thôi, công thức rồi. S này là 45, T là 1,25. Vậy bằng máy tính thôi.
45 chia 1,25 là chúng ta tính được 36. Vậy đơn vị của vận tốc thì là km trên giờ. Rồi mình có lời giải rồi thì không cần kết luận cái phần này nữa cũng được. Vậy là xong. Vậy là chúng ta đã giải xong bài 22 ở phần cơ học. Vậy thì sau khi những cái phần này thì chúng ta xem có cái vấn đề gì chúng ta cần thắc mắc thì chúng ta ý kiến comment ở phía dưới. Rồi sẵn đây thầy cũng hỏi chúng ta luôn, nếu có nhu cầu mà chúng ta thấy là mình có nhu cầu mình tham khảo thêm những cái bài, những cái chuyên đề ở cái mức thấp hơn như là những cái bài ở trong sách giáo khoa thì những cái phần nào đó chúng ta cần thì thầy sẽ làm cái chuyên đề riêng. Thì nếu như có nhiều cái comment như vậy thì thầy sẽ dành thời gian rảnh để thầy làm thêm cái phần đó. Còn cái trong cái chương trình này thì cứ theo lộ trình là cứ mỗi một ngày thầy up lên một bài. Thì hiện tại là tới bài 22 rồi, cứ như vậy. Xong phần cơ thầy sẽ làm qua tới phần nhiệt, tới phần điện và tới phần quang. Rồi chúc các em thì có thể theo dõi bài một cách là tường tận và rõ ràng nhất. Và chúng ta cứ thoải mái, có điều gì chúng ta chưa rõ thì chúng ta cứ mạnh dạn bình luận xuống phía dưới, thầy đọc được thì thầy sẽ trả lời ngay. Rồi xin chào tất cả các em.